chào cả nhà nha. Hôm nay Phương xuống vườn để Phương làm đất. Phương chuẩn bị Phương trồng cải mầm ha. Cải mầm này lần trước á Phương có trồng một lần. Lần này Phương trồng mà Phương đem xuống vườn Phương trồng ha. Phương không có trồng lên sân thượng nữa. Thì cái đất này á Phương đã bỏ phân trong đây rồi ha. Phương đã bỏ phân trong đây Phương ủ một tuần rồi. Bây giờ Phương xới lên rồi Phương gieo cái hạt cải xuống. Đây là cái hạt cải mầm nè cả nhà. Cái cải mầm này á nó cũng là cái giống củ cải ha. Nhưng mà cái loại này là mình ăn cây với ăn lá thôi chứ nó không có củ nha cả nhà. Và bây giờ mình sẽ rải đều cái hạt xuống ha. Mình rải thưa thưa nha cả nhà. Tại vì mấy mốt nó lên á nó rất là dày luôn. Nó chen chúm nhau á cho nên là mình gieo hạt mình gieo thưa thưa á. Mấy mốt á cây cải nó dễ phát triển hơn. Cây nó to á cả nhà. Phương gieo là Phương ăn cây to chứ Phương không ăn cây nhỏ ha. Người ta thì người ta thường ăn cây nhỏ. Mình gieo hạt xong rồi bây giờ mình khỏa đất ha. Mình khỏa cho những cái hạt cải này nó xuống ở dưới đất ở dưới á. Xong rồi thì mình tưới ha. Để cho cái hạt cải nó nhanh nảy mầm hơn. Cải hôm nay được 19 ngày cả nhà. Hôm nay Phương sẽ tưới phân cho cải ha. Thì cứ một tuần lễ 10 ngày á, mình tưới phân cho cải một lần. Thì cũng đơn giản à, mình pha phân rác với lại phân cá mình tưới ha. Lúc này trời nắng á, cho nên là đất rất là khô ha. Mình tưới cho cải thì mình tưới thật là đẫm nước ha. Vì mùa hè nắng nóng á cả nhà. Cải mà nó bị thiếu nước á, nó sẽ bị già, nó không được ngon ha. Thì mình trồng cải vào mùa hè mà mùa nắng nóng á cả nhà thì nó khó chăm sóc hơn ha. Còn mình trồng vào cái mùa mát á, cái mùa mà có mưa lai rai cũng được nè cả nhà, thì cây cải nó chịu mát, cho nên là mình trồng những cái mùa đó thì cây cải nó sẽ dễ chăm sóc hơn ha. Thì cải này á nói chung là bây giờ mình ăn cũng được nè cả nhà, nhưng mà Phương thích nó lớn hơn tí, Phương để lớn hơn tí mới thu hoạch ha. Cải hôm nay được 26 ngày nè cả nhà. Đó thì Phương chỉ tưới phân cá thôi ha. Phân gà thì lúc đầu Phương đã trộn trong đất. Khúc sau thì Phương chỉ tưới phân cá. Mỗi tuần thì Phương pha phân cá, Phương tưới một lần ha. Thì cải giờ á cũng thu hoạch ăn được từ từ rồi ha. Có người á người ta ăn nhỏ hơn nữa cả nhà. Phương thì Phương thích ăn cây to như thế này, cho nên là Phương trồng cũng để cây to như thế này Phương mới thu hoạch ăn ha. Mùa này mùa hè nắng rất là nóng luôn cả nhà, cho nên là một ngày Phương tưới nước 2 lần, mà Phương tưới rất là nhiều nước luôn ha. Tưới nước tưới phân thường xuyên cả nhà, cho cây cải của mình nó non ha. Tại vì nắng nóng nó dễ già lắm luôn. Phương chào cả nhà buổi sáng nha. Hôm nay buổi sáng Phương ra vườn để Phương thu hoạch cải mầm nè cả nhà. Đó, mình nhổ nguyên cây lên luôn ha. Hôm nay Phương thu hoạch cải để Phương ăn sống nha cả nhà. Phương sẽ chấm với lại cá kho tương ha. Thì thường á Phương ăn cải này là Phương ăn sống với lại Phương luộc chín đó cả nhà. Phương thấy có bạn nói là nấu canh nè hay là xào á cũng ngon nữa, nhưng mà mấy món đó thì Phương chưa có ăn qua ha. Mình cũng có thể làm cái món mà muối dưa chua cả nhà cũng được nữa. Để bữa nào Phương làm thử mấy cái món mà xào với lại nấu canh á, bữa nào Phương làm thử mấy món đó xem. Đây hôm nay Phương hái vô đây rau nè cả nhà, thì cái rau này á hôm nay Phương sẽ ăn sống ha. Mình kho cá biển với lại kho cà cả nhà, hoặc kho tương á, mình chấm cái rau này mình ăn rất là ngon ha. Hay là nước mắm mà dặm cá nướng cá chiên cái nè, mình chấm nó cũng ngon nè, nó ngon chiên. Và bây giờ mình sẽ đem vô để mình rửa sạch để mình chuẩn bị mình làm món ăn để ăn cơm ha. Rồi bây giờ Phương đem vô trong bếp để Phương rửa nè. Thì cải mình trồng dưới đất á, nó có nhiều đất cả nhà, cho nên là mình rửa cho sạch ha. Cái rễ nó già cho nên là Phương cắt rễ Phương bỏ nha cả nhà. Là rau mình trồng á cả nhà, mình không có phun thuốc này nọ kia, nhưng mà mình phải rửa cho sạch ha. Tại vì mình trồng dưới đất á, với lại mình ăn sống nữa, cho nên là mình phải ngâm nước mình rửa cho thật là sạch. Đây là cải dúng nè cả nhà, Phương hái thêm mới cải dúng nữa để chút mình trộn cho mình ăn chung ha. Thì cải dúng này nấu canh và ăn sống đều được ha, rất là ngon luôn cả nhà.
Còn đây là mớ rau muống nha, Phương sẽ trộn chung với cải để ăn. Cái rau muống này là Phương mua ở ngoài chợ ha, chứ Phương không có trồng. Này lâu lắm mà Phương không có trồng rau muống cả nhà. Hôm nào Phương mua được hạt giống, Phương sẽ trồng lại cái rau muống này ha. Còn đây là hai trái dưa leo á, hồi nãy Phương hái nè. Hôm nay á, hái được mớ rau với lại hai trái mướp nè. Mướp này là mướp hương nha cả nhà. Phương sẽ nấu canh với lại thịt bằm với lại mật. Phương á, lúc nào cũng phải nấu canh cả nhà. Tại vì cô Tí Phương á, thích ăn canh á, không có canh là nó không có chịu. Cái này cũng nhanh chín lắm, tí xíu là mình niêm tiêu niêm hành được rồi ha. Rồi bây giờ Phương sẽ bắt đầu kho cá ha. Cá này Phương mặn, Phương ướp sẵn nè cả nhà. Đó, mình cho dầu vô rồi mình thử tỏi. Mình cho cá vô nè. Mình cho cá vô á, tí xíu là nó săn lại thì mình sẽ tráng cái nước này mình cho hết vô trong đây luôn ha. Cái này mà có thêm cà chua thì nó càng ngon cả nhà. Phương dùng cái nước màu này ha, Phương sẽ cho vô trong đây là một tí nước màu. Cá biển nó cũng nhanh chín lắm cả nhà. Mình kho tí xíu á, nó sắc cái nước này lại á. Rồi mình bắt đầu cho ớt, cho hành tiêu rồi vô ha. Rồi mình tắt bếp, mình có thể nhắc xuống được rồi. Đó, buổi sáng của Phương á là chỉ có vậy thôi cả nhà. Sáng dậy sớm rồi tưới cây, dọn dẹp giường, xong rồi xuống dọn dẹp ở nhà bếp, rồi xem thu hoạch cái gì vô á, bắt đầu mình làm đồ ăn, mình làm món ăn cơm ha. Phương bận cái buổi sáng với lại buổi chiều cả nhà. Phương chỉ rảnh buổi trưa thôi, tại vì buổi sáng á là Phương phải dọn dẹp giường, phải tưới cây, còn buổi chiều thì cũng dọn dẹp giường để trồng cây á, cho nên là Phương không có rảnh hai buổi này. Rồi nãy giờ thì hột bây giờ nấu cũng xong nè cả nhà. Hôm nay Phương làm những cái món này cũng đơn giản thôi. Cá kho tương chấm rau sống nè, canh mướp, rồi thịt kho quẹt với lại cá chiên ha. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình Phương nha. Hôm nay tụi nhỏ đi học, chỉ có Phương với ông xã ăn thôi. Đây là cải mầm này cả nhà. Cải mầm này thì thường á, người ta ăn cây nhỏ xíu à. Phương thì không thích ăn cây to thế này, cho nên là Phương để cho nó to như thế này ha. Đó, mình cuốn lại, mình kèm với lại cải dúng nè, rau muống nè. Dưa leo nè. Chấm vô cá kho. Cá kho tương nha cả nhà. Kho cá biển nhưng mà không biết tên cái này là cái gì, nó có nhiều xương. Cái này thì ăn nó nồng nồng, nó đắng đắng tí nha cả nhà, tại vì nó cái dạng cũng như là củ cải trắng cho nên là có cái vị nồng nồng đắng đắng ha. Biết ăn thì nó ngon, mấy người mà không biết ăn ăn không được ha. Phương trồng thì hay luộc chín để ăn sống, ngon cả nhà ơi. Đây là canh bắp hương, bắp hương này cũng nhà trồng nha cả nhà. Cái loại bắp hương này là bắp hương Đài Loan ha. Đây là lần đầu tiên mình ăn. Nó thơm lắm cả nhà.
Hôm nay rau này chỉ có rau muống là Phương mua thôi. Cái mầm với lại cái giống này với dưa leo là Phương trồng ha. Mỗi ngày mình ăn nhiều rau xanh vậy là tốt rồi nha. Phương bị bệnh đó, sức khỏe được tốt ở nhà, Phương tăng cân rất là nhanh. Phương bị mỡ máu cao, mỡ trong máu rất là cao luôn rồi nha. 5 tháng nay là Phương ăn nhiều rau nè, giảm ăn dầu mỡ, với lại Phương ăn cơm đậu lứt. Bây giờ thêm là Phương muốn cái hạt kia, cái mỡ máu của Phương đó nó hạ xuống thấp rồi cả nhà. Nói chung là rất là mệt luôn ha. Bạn nào mà tăng cân nhanh đó lại bị mỡ nhiễm máu, máu nhiễm mỡ rồi gan nhiễm mỡ này nọ kia thì các bạn bổ sung á, mình ăn nhiều rau nhiều trái cây nha, rồi mình giảm ăn dầu mỡ cả nhà, đồ chiên á, mình uống nhiều nước ha. Tốt, muốn tốt nữa thì các bạn ăn cơm đậu lứt. Cái này là Phương chia sẻ thiệt ha, tại vì một năm mấy nay cả nhà, thì cả nhà xem video cả nhà cũng thấy á, lúc trước là Phương ốm ha, thì một năm mấy nay là Phương tăng cân rất là nhiều cả nhà, Phương tăng tới 20 kg luôn á. Thì tăng cân á là trong người mình nó có bệnh đó cả nhà, nó mới bị nha. Tăng cân nhanh nè, rồi ăn uống nói chung là thời gian nó lộn xộn thất thường cả nhà, cho nên là cái số ký nó không có xuống được. Nói chung là tại vì Phương bị bao tử nữa cả nhà, cho nên là nó ảnh hưởng đủ thứ hết, cho nên là Phương không có giảm cân được, không có ăn kiêng được. Mình muốn ăn kiêng tập thể dục mình phải ăn khô cả nhà, mình ăn tiêu chuẩn nè, ăn thêm trái cây rồi uống nước trái cây, nói chung là ăn nó không có giống như là cái bữa ăn bình thường như thế này đó. Cho nên là Phương ăn theo cách đó Phương ăn không được, cho nên là nó tăng cân quá rồi, tăng cân rồi sẽ bị máu nhiễm mỡ nè, rồi gan nhiễm mỡ, rồi nó sang ra đủ thứ cả nhà. Thì mấy tháng nay Phương rất là kiên trì luôn, bây giờ cái máu mỡ nó giảm xuống được, cho nên là Phương chia sẻ ha. Bạn nào mà gặp cái trường hợp mà giống như Phương nói thì các bạn cứ áp dụng á, mình ăn uống hạn chế dầu mỡ, đồ chiên, ăn nhiều rau nhiều trái cây ha, xem có cải thiện hay không. Chúc cả nhà thành công ha. Một bình Phương á, Phương có thể ăn hết một dĩa rau này cả nhà, có thể ăn hết không? Mình ăn rau nhiều á, mình sẽ giảm cơm nha, mình ăn cơm ít. Có thời gian á, chiều mình đi bộ, tập thể dục vào buổi sáng. Một ngày mình đi bộ hai buổi ha, rất là tốt sức khỏe luôn cả nhà. Đây là cái hạt chia cả nhà, hạt chia cũng đơn giản, mình pha vô trong nước mình uống mỗi ngày nha, hoặc mình đi làm hay đi đâu á thì mình cũng bỏ vô cái chai nước, cái bình nước cả nhà, rồi mình đem theo ha, mình uống. Giống hạt é nhưng mà nó không có nở bự như hạt é. Đó thì cái video của Phương tới đây Phương kết thúc. Cảm ơn cô chú chị và các bạn đã xem hết video của Phương ha. Thì cái quá trình mà trồng cây cải mầm ở cả nhà như thế nào Phương chia sẻ hết cho cả nhà ha. Nói chung là cải mầm này cũng rất là dễ trồng cả nhà. Mình cứ mua hạt nó về là mình làm đất cho xới, rồi mình xới lên mình cho nó tơi xốp á, rồi mình trộn phân rồi vô, rồi mình cứ rải cái hạt xuống lại lên ha. Thì các bạn muốn ăn non ăn nhỏ cũng đều được, hay là các bạn muốn để to như thế này đều được ha. Phương thì Phương thích ăn to thế này. Thì cái này có người ta nói xào rồi nấu canh này nọ kia, thì mấy cái món đó Phương chưa có ăn qua hết, Phương chỉ ăn sống thế này với lại Phương luộc chín thôi.
Đó thì mình ăn kèm chung với các loại rau sống nè, mình chấm với lại cá kho hay là cá chiên ngậm nước mắm này nọ kia thì rất là ngon nha cả nhà. Chúc cả nhà trọn cải này thành công ha. Mỗi ngày mình ăn cơm á, mình đều ăn rau xanh thế này cả nhà, rất là tốt sức khỏe ha. Phương chúc cả nhà luôn thành công trong cuộc sống và luôn được nhiều sức khỏe. Cả nhà xem video của Phương, thấy video của Phương mà có hay có thích thì cả nhà đừng quên cho Phương xin một like, một chia sẻ và nhớ nhấn chuông cái kênh để ủng hộ Phương ha, để theo dõi tiếp những video mới của Phương. Bây giờ Phương xin chào cả nhà, hẹn cả nhà trong video tiếp theo nha. Bye bye.